Xin chào tất cả anh em yêu thích phần mềm TomPom Studio. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với tất cả các bạn một cái bài học vô cùng thú vị về TomPom Studio để các bạn có thể làm các phim hoạt hình cho công chúng khán giả được xem trên kênh YouTube. Các bạn biết là cái hoạt hình 2D và hoạt hình 3D thì hai cái lĩnh vực về phim này đều rất tốt. 2D cũng không kém phần quan trọng vì trẻ em hiện nay thì rất thích xem phim 2D nhiều hơn là phim 3D. Thế thì cái công việc của người làm phim hoạt hình ấy đúng là lúc đầu là không có kinh phí và không có tiền. Nhưng mà sau một thời gian thì các bạn làm nhiều bộ phim thì các bạn sẽ có một cái lượng thu nhập thành công, không những là thu nhập khủng đấy. Thì đây là những cái bài mà tôi muốn chia sẻ cùng với anh em mọi người. Chúng ta kiên trì làm phim hoạt hình trong 1-2 năm, sau đó chúng ta sẽ gặt hái được quả ngọt. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ và cùng với mọi người chúng ta có thể thảo luận và làm những cái bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi. Vì chúng ta làm phim hoạt hình thì sẽ ít khi bị vi phạm bản quyền, bởi vì nhạc là chúng ta lấy trên YouTube rồi. Lời dịch và lời hội thoại thì các bạn có thể sử dụng chính các bạn và các em bé trong nhà của chúng ta để có thể dịch. Thế thì TomPom Studio là một phần mềm khá hoàn chỉnh, giúp chúng ta rất nhiều tính năng tự động. Đấy, mà ví dụ như là tôi muốn giới thiệu cho các bạn phần phần mềm này thì nó cả một cái quá trình. Những cái bài học trước thì tôi đã dạy các bài như là ghép xương rồi vẽ cảnh vân vân. Thì ở cái bài này tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái robot tự động. Đấy. Ví dụ như là chúng ta nhìn ở đây. Chúng ta nhìn đây. Đấy. Chúng ta thấy là con chăn tinh yêu tinh ấy, con yêu tinh ấy, nó phun lửa xong thì nó có thể chuồn lách qua cái hang. Đấy, các bạn nhìn nhé. Đấy, con yêu tinh nó luồn lách qua cái hang. Chúng ta nhìn thấy đấy. Đấy, nó luồn qua. Và khi mà chúng ta phóng lại gần thì chúng ta còn thấy là nó chuyển động. Nó chuyển động như một con rắn thật ở ngoài. Đây, các bạn nhìn cái phần này. Chuyển động tất cả những các phần như vảy rồi các thứ nó đều đều chuyển động. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chuyển động, thậm chí cả những cái da thịt của nó cũng trườn theo. Đây là do tôi gạt bằng chuột, các bạn nhìn. Đấy, các bạn nhìn thấy đấy, đấy đấy nó chuyển động đúng không các bạn? Đây tôi quay lại một đoạn các bạn nhìn nhé. Đấy đấy, nó co giật đúng không, nó dồn người. Đó. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy là những cái khả năng rất là mạnh mẽ. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy là như ở đây các bạn nhìn thấy cái anh chàng thạch xanh này cũng chuyển động rất là mượt. Đây. Đấy, các bạn nhìn nhá. Sau khi phun lửa, đoạn phun lửa này thì con trăn nó phun lửa cái thì anh chàng này chạy và lừa con trăn. Con trăn nó cũng nhìn theo đấy, con trăn tinh đấy, các bạn nhìn thấy anh chàng này bật tường lên đạp một phát lộn một vòng và chặt đôi con trăn bằng sức mạnh của cánh tay. Thì các bạn nhìn thấy là máu huyết các thứ là cũng chảy đầm đìa ra đấy. Cái đoạn render này nó hơi chậm một chút đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không, giọt máu từ phía trên rơi xuống và chảy xuống đất. Thì đây là mình giới thiệu một đoạn về con trăn tinh. Thì chúng ta sang phần phần đây tôi muốn giới thiệu nữa cho các bạn một phần nữa, cái hoạt cảnh ở cung điện mà chúng ta có thể nhìn từ trên cao xuống. Chúng ta sử dụng camera, chúng ta miền Nam mình gọi là camera nhưng đây nó gọi là camera, thì chúng ta cũng có thể là chúng ta có thể xem. Ví dụ ở đây đây là một cái cảnh mà chúng ta nhìn từ trên cao xuống. Cái cung điện của nhà vua và cái con đại bàng ấy, nó chuẩn bị cắp công chúa, nó lượn lờ trên đây. À.
các bạn nhìn thấy. Đấy, đây cảnh mà chúng ta nhìn thấy là ở dưới có cả người có cả chó đúng không? Đấy, đang đi trên đường. Đây tôi mới bổ sung được một số ít robot vào. Đấy, các bạn nhìn thấy. Gồm có cả đấy. Còn cái thằng mà đã đang đi này, đấy, đấy chính là Lý Thông đang xách đầu trăn vào trong cung điện để báo với vua là nó đã thằng Lý Thông ấy thì nó lấy được cái đầu con trăn để nó thưởng được nhận thưởng công. Thì chúng ta nhìn thấy là đây là một cảnh các bạn có thể vẽ trên cao, và phần mềm này nó cho chúng ta vẽ tốt hơn là cái phần mềm mà chúng ta vẽ ở ngoài, ta nhập vào vẽ ở ngoài nhập vào rất khó so với Smith Michael Moho. Thì Moho là một phần mềm cũng chuyên nghiệp nhưng mà các bạn phải vẽ ngoài, nó không có frame by frame. Đấy, nó không có frame by frame cho các bạn vẽ, nó rất là khó, rất là khó. Ngoài ra thì tôi cũng sử dụng cả Tom Bomb Harmony nữa. Đây thì phần mềm Tom Bomb Harmony là một phần mềm nâng cao của Tom Bomb Studio, và bản này thì phải mất phí. Thì chúng ta sử dụng là Tom Bomb Studio thì các bạn có thể làm nốt, bởi vì tôi muốn cũng muốn kết thúc cái dự án này bằng Tom Bomb Studio. Chúng ta có thể ghép âm nhạc, ghép tiếng động bằng trên thư viện YouTube và thư viện âm thanh, thì các bạn lấy xuống các bạn ghép vào rất là dễ. Đấy, thì đấy là tôi đang nói về đến phần phối cảnh từ trên cao xuống, thì chúng ta có thể quan sát và chúng ta vẽ theo từng lớp một rất là tốt. Đó. Ví dụ ở đây thì tôi muốn nói về một thằng robot. 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 Hôm nay tôi dạy cho các bạn phần robot, các bạn có thể xem. Ví dụ đây là phần robot. Tôi cái phần này là trong cái cảnh là con đại bàng cắt cắp công chúa đưa ra ngoài một cái hang gần biển. Đấy, chúng ta có thể modify câu chuyện đi một chút nhưng mà vẫn dựa vào cốt truyện chứ không thay đổi. Thì các bạn nhìn thấy là đây là cảnh của một cái hang đá. Đấy, các bạn nhìn thấy nó, cái hang này nó chuyển động, nó ở trên mặt biển. Và lúc này thì các bạn nhìn thấy camera nó chuyển động như nào. Chúng ta chỉ vẽ trong vùng mà chúng ta cần quan sát, các bạn cũng không cần phải đấy, các bạn nhìn thấy đây là cảnh con đại bàng đang cắp công chúa để đưa vào trong hang. Đấy, tôi sử dụng hai camera, một camera chạy, một camera. Đây là cảnh camera mà con đại bàng chui xuống nước. Đó. Đấy, à, các bạn nhìn thấy nó khuất xuống dưới này. Rồi, còn bây giờ thì tôi dùng cái camera thứ hai. Camera thứ hai là một loại camera mà chúng ta nhìn thấy nó là camera quay từ phía xa. Thì khi mà cái vùng biển của chúng ta nó trải rộng ra, gần ta nhìn được con sóng mà xa thì nó là một khoảng trắng mờ. Thì chúng ta nhìn thấy là đấy, các bạn nhìn thấy khi camera dịch xuống thì nước biển lúc này được dâng cao lên. Đó, dâng cao lên. Đấy, các bạn nhìn thấy. Đấy, 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 đấy. Rất là đẹp. Đấy, đấy là camera thế bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn là chúng ta sẽ sử dụng robot như thế nào. Bài học này khá thú vị. Thì các bạn yêu quý và đăng ký kênh cho tôi. Đây, ví dụ bây giờ tôi muốn thay đổi một thằng robot nhé. Robot là một thằng lính chẳng hạn. Lính đi, thì bây giờ chúng ta vào thư viện, chúng ta chọn cho tôi một cái có tên là robot skeleton. Đấy, đây là một loại robot mà nó có thể áp dụng cho chúng ta chạy nhanh.
Thì các bạn vào này, các bước vào như sau: các bạn vào robot, các bạn chọn mặt trước, mặt sau, mặt side cũng được, thì có rất nhiều nhiều hình. Chúng ta chọn thumbnail để chúng ta có thể tìm ra những cái con robot. Đấy, ví dụ ở đây là robot, đây là vẽ chỉ một người thôi, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng nó để chúng ta biến đổi nó thành một cái robot mà theo ý của mình. Tôi thử xem 3 4 này, rồi size này, rồi font này. Tôi chọn size đây, tôi chọn một con robot là như này, walking đây. Đấy, đây là robot walking, tức là robot này đi tự động. Đấy, các bạn nhìn thấy đấy, đấy là cảnh của robot. Thế bây giờ chúng ta sẽ thay thế robot như thế nào? Thì thay vì chúng ta phải ngồi zigging nó lâu, chúng ta làm robot luôn cho nó nhanh. Vì đây là một cái tính năng ưu việt mà TomTom Studio cung cấp cho chúng ta. Bản Harmony thì lại không thấy cái phần robot. Đấy. Thì ở đây các bạn chú ý là các bạn thu nhỏ robot này lại, rồi chúng ta lắp ghép cho nó chạy vào trong đây. Đấy, các bạn nhìn nhé. Bây giờ tôi thu nhỏ lại để cho robot nó nhỏ lại đó. Và ở TomTom Studio thì nó phân ra làm rất là nhiều cảnh khác nhau, các bạn có thể làm một chuỗi các cảnh, chuỗi các cảnh. Bài hôm trước thì tôi đã dạy cho phần cutting, tức là ta có thể cắt các hiệu ứng sao cho nó khớp với phong cảnh bên trong. Thì ở đây chúng ta bật lên, chúng ta nhìn con robot. Đây, còn đây là con robot. Ta làm sao cho biến nó thành một cái thằng lính tốt đỏ hay tốt đen gì đấy. Đây. Tôi kéo robot về đây. Đấy, kéo robot về đây. Thế thay nó ta sẽ thay như nào? Cứ đặt nó vào đây nhé. Đây, tôi làm. Rồi. Bây giờ ta thay nó nhá. Để thay nó thì các bạn vào như sau: các bạn kích chuột trái vào ở phần thanh công cụ, phần cuối cùng ấy, vì màn hình của tôi nó bé nên là cái thanh công cụ nó không trải hết. Nếu các bạn dùng màn hình 17 inch thì chúng ta có thể xem được hết phần thanh công cụ, biểu tượng mà có người, hình người màu trắng xanh. Đấy. Thì lúc này các bạn nhìn thấy là robot được tách ra, robot được tách ra thành từng đoạn vào khác nhau. Bây giờ chúng ta mới mổ xẻ nó ra, chúng ta chui vào bên trong con robot, trong phần đây, phần trong này. Các bạn chọn cho tôi là chế độ là xem raw view. Đấy, các bạn xem raw view. Và bây giờ chúng ta chọn cho tôi ánh sáng bật lên. Thì phần ánh sáng bật lên thì những cái vùng mà người ta viền viền như kiểu vùng vạch biên giới này, thì để cho chúng ta biết là cái đấy là chiều giới hạn của con robot, chiều cao từng bộ phận của nó như chân, tay, người. Đấy, thì chúng ta có thể thay ra cho nó. Và bây giờ chúng ta sẽ thay robot và chúng ta nhìn thấy hiệu quả nhanh. Đấy, chúng ta chỉ cần lắp ghép như thế thôi. Ví dụ như con robot này, bây giờ tôi sẽ xóa cái đầu của nó đi, xóa đầu thằng này đi để thay vào một cái con khác. Tôi hình dung ra đoạn này là đoạn đầu đúng không? Thế thì tôi sẽ dùng một cái color, tôi chọn một cái màu này để tôi vạch ra cái vùng vùng nó có thể chuyển động và có thể làm cao lên đúng không? Rồi. Và bây giờ tôi xóa cái đầu này đi. Robot động vật cũng có nhé, các bạn chú ý robot động vật cũng có, robot human cũng có, human có nghĩa là người đấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ vẽ thằng tốt đỏ. Để vẽ thằng tốt đỏ tôi chọn mực đen này. Bây giờ tôi vì lính ngày xưa thì
hay đội cái mũ. Tôi có thể chọn line để cho tôi vẽ nó dễ, line vẽ mũ. Sau đó tôi dùng brush. Đây là mũ của thằng Tuất Đỏ và tôi pen vào màu đỏ. Rồi bước tiếp theo tôi vẽ cái khuôn mặt này, khuôn mặt này. Khuôn mặt thì lính Tuất Đỏ là lính thì ngày xưa là như thế nào thì ta có thể giống như là lính. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là cái này để chúng ta vuốt cái phần mặt của nó. Đây là chiều này. Chúng ta có thể vuốt theo chiều này để ta phân chia cái mồm, cái miệng, cái mũi ra, cái hướng của nó. Thì bây giờ để mũi của nó như ra phía này thì chúng ta có thể rồi chúng ta chọn mồm. Môi, mắt, lông mày. Thế bây giờ đến phần này chúng ta vẽ xuống một chút. Đây chúng ta vẽ cho nó một cái tóc. Vẽ tóc các bạn vẽ, tôi vẽ qua qua thôi. Đấy, các bạn vẽ tóc này. Đó, các bạn pên tóc màu xanh này vào. Hoặc pên cho nó một cái màu đỏ này. Đấy. Rồi đây là màu của khuôn mặt. Sau đây thì các bạn clear up đi, bạn xóa bớt những cái thanh ngang dọc này. Đó. Và các bạn sẽ có một cái khuôn mặt về con robot. Rồi môi cho nó đỏ lên. Rồi. Bước tiếp theo là ta vẽ cái cổ của nó. Cổ của nó thì chúng ta chọn phần này. Ok, đã xong chú Tuất Đỏ. Rồi chúng ta cho con người. Rồi bước tiếp theo các bạn vẽ cho tôi phần phần người con robot. Người trong giới hạn là cái vạch. Chúng ta vẽ to bé được. Thì với con robot này tôi khoanh, tôi xóa cái phần này đi. Đấy, tôi thay thế cho nó, đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ có một cái cổ. Ta thay xong ta thử lại. Đây là phần người. Đây là phần robot. Các bạn có thể kẻ cho robot những cái màu áo vân vân, các bạn có thể cho chấm bi chẳng hạn, hoặc là màu sắc gì đó. Thì bây giờ tôi cho nó màu nâu chẳng hạn. Đây con robot nhé. Rồi tiếp theo các bạn có thể thay quần hay là chân, chân trong giới hạn này. Bây giờ chúng ta thử xem robot của chúng ta hoạt động như nào. Đây là tôi vừa thay xong. Bây giờ tôi quay trở về đây. Tôi chọn camera này. Sau đó các bạn lên trên này, các bạn chọn cho tôi phần đây. Đấy. Đấy, đã thay thế xong. Bây giờ chúng ta sẽ
cho nó chuyển động. Các bạn chờ đợi tôi một tí, máy nó hơi chậm một tí. Đấy, tôi vừa thay người và khuôn mặt rồi. Các bạn không cần zigging nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ máy của tôi nó chạy hơi chậm. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn thấy cái con robot lúc này nó chuyển động như này. Đấy. Các bạn nhìn thấy không, đèn rất là đẹp đúng không? Ta thay tức là ở đây ta thay thay rất là dễ. Đấy. Các bạn muốn nó tiếp tục di chuyển nữa thì các bạn có thể extend vào đến đoạn này. Đấy. Các bạn extend đoạn này, sau đó các bạn copy và paste nhân vật đây. Đây, ví dụ tôi ở đây tôi chọn là copy cell này, sau đó các bạn ấn cho tôi chữ shift control B, nó hiện lên cái bảng này. Đấy. Thì chúng ta tiếp tục vì bảng này là copy cái key thôi. Đó. Tôi lại chọn tiếp phần này, shift control B. Đấy. Các bạn nhìn thấy là con robot đã được lắp vào. Đây là camera nó chuyển động đấy các bạn nhìn đấy, hoặc là các bạn không cần phải cho nó lắp thêm ra phía ngoài đấy. Các bạn để nguyên thế này các bạn. Đấy, các bạn để nguyên này. Sau đó các bạn cái đoạn không đấy, các bạn cho nó vào trong một cái pack này và các bạn di chuyển nó cũng được. Đấy, là cách thứ hai. Đây ví dụ đây là bước tại chỗ. Bước tại chỗ thì tôi xóa phần này đi, tôi xóa cái phần extend này đi, bước tại chỗ mà các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ cho nó chuyển động. Các bạn cho nó vào một cái pack này. Đấy. Thì công việc của nó là chỉ có chạy thôi. Đấy, các bạn thấy là sau đó các bạn dùng cái này, các bạn chạy. Đấy. Cái này các bạn chọn công cụ này cho tôi, công cụ di chuyển. Tôi cho nó chạy nhé các bạn nhìn. Rồi, chúng ta nhìn thấy con robot chạy. Đó, đẹp chưa các bạn? Đó. Đấy là cái kỹ thuật làm robot, robot người và robot chó, vân vân, hay là robot động vật. Thì trong này họ đều cho chúng ta làm việc. Bài học của tôi đến đây là hết. Thì mong các bạn là thấy hay, các bạn
subscribe để theo dõi kênh hoạt hình của tôi. Chúc các bạn một ngày là vui vẻ và hạnh phúc.